Bộ phim hôm nay nói về người lính mạnh nhất đã lãnh đạo đất nước giành chiến thắng 3 năm trước, nhưng ít ai biết tới danh tính thật sự của anh. Anh đăng ký vào học viện sẵn sàng trải nghiệm một cuộc sống bình thường, một điều xa xỉ mà anh chưa từng có. Nam sinh với thân hình bóng bẩy đang đi đến trường thì bị một cô gái vô tình đụng trúng. Anh đưa tay ra đỡ quý cô này cho khỏi ngã rồi kéo cô đứng thẳng dậy. A à ra a à ra không sao mà anh đừng ngại như thế anh đẹp trai à. Anh xin lỗi vì là học sinh mới nên mới bất cẩn như vậy. Nhưng học sinh mới đang lẽ ra phải đến hôm qua chứ ngày hôm nay mới đến hình như là một người mà hôm khai giảng mới đến người đó là dân thường có lẽ đó chính là anh sau khi biết anh là dân thường cô gái kia liền thấy anh hết đẹp trai luôn bây giờ anh trở thành thằng dân thường sở khanh kiêu căng sau đó anh liền bị các quý tộc khác bu vô chế diễu he he bố thằng thường dân ăn mẹ bẩn thỉu còn mày dựa vào đâu mà vô hả thằng oắt con này đờ mờ mờ sau khi ném vài cú đấm của thằng đầu xanh thì có một cô quý tộc đầu đỏ tên là amelia đi tới cô ta làm cho đám quý tộc bắt nạt anh phát hoảng mà rời đi cô chia tay ra bắt tay rồi tự giới thiệu tôi là amelia hồng còn anh là dây trắng cô ngưỡng mộ anh vì anh là dân thường đầu tiên ở ngôi trường này nên chắc hẳn tài năng của anh phải được công nhận sau đó bọn họ tạm biệt nhau rồi tiến vào hội trường nơi đang diễn ra buổi lễ khai giảng hiệu trưởng vừa đi vừa phát biểu bà ta đi đến đâu thì khối thạch di chuyển đến đó cùng với những ánh lửa sáng bập bùng trong bài phát biểu bà yêu cầu các sinh viên lưu ý đây là ngôi trường pháp thuật danh giá nhất vương quốc các em được ngồi ở đây đều là những con người đã được công nhận về khả năng và sức mạnh nhưng đừng lấy điều đó mà quên đi mục đích chính đó chính là trở thành chiến binh pháp sư quả cảm và vĩ đại nhất sau đó là tới bài phát biểu của đại diện học sinh mới lên phát biểu cô tôn trào ra những lời hùng hồn làm cho tất thể học sinh lẫn ban giám hiệu đều phải hài lòng sau đó là màn giới thiệu của trắng với học sinh của lớp anh vì thân phân dân thường thấp kém của mình nên anh bị hầu hết các thành viên trong lớp miệt thị sau đó giáo sư sám chỉ định về chỗ cậu dám nói chuyện với đại diện học sinh hồng như đúng rồi khiến cho đám quý tộc còn lại rất không thích hành vi đó hiệp hội pháp thuật phân chia cấp bậc trong giới phù thủy thành nhiều cấp lần lượt là đồng bạc vàng bạch kim cuối cùng là huyền thoại bậc cuối này có 7 người cô hiệu trưởng và một cô khác ở viện nghiên cứu cả pháp sư băng kiếm nữa anh ta đã biến mất sau chiến dịch viễn đông có hai người trong 7 người họ lại không công khai danh tính nơi này sẽ đào tạo ra những người vĩ đại như vậy áo bợt lúc này giơ tay hỏi tại sao một dân thường như trắng lại được lọt vào đây cô giải thích là do cậu đã vượt qua kỳ thi kỳ thi này dù là quý tộc hay dân thường chỉ cần vượt qua là có thể vào trường sau đó bọn họ được dẫn đến phòng học lý thuyết về pháp thuật pháp thuật gồm bốn thứ cơ bản là rắn lỏng khí lát ma sau đó bọn họ bắt đầu thực hành những thứ đã được học kết thúc tiết học cậu đi làm quen với cô bạn elisa đã hỏi xoáy đáp xoay cô giáo về lý thuyết của một vị tiến sĩ nào đó về tới phòng cậu gặp thằng bạn nguy hiểm evi của mình hai đứa lột sạch đồ rồi trao cho nhau những lời chào ân ái thân thiện evi nói cậu may mắn khi quen biết với hồng đấy Cô là con cả của một gia đình trong tam đại quý tộc, mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp. Sau đó cậu chia tay thằng bạn mình để đến lớp thực hành thì va phải cô gái tên Lava Tóc và ngáo ngơ. Vì được anh khen có quả đầu đẹp nên cô vui vẻ bỏ qua. Sáng hôm sau trong buổi học tập kiếm trắng được dịp solo với áo bệt nên đã cho hắn ta ăn hành đến tâm phục khẩu phục. Mạnh nữa lên AV, mạnh nữa lên, dạng ra dạng ra đi trắng. A à, tớ ra tớ ra nhiều quá, hai ông thần này chỉ đang tập gym cùng nhau thôi mọi người đừng nghĩ nhiều nhé sau đó trắng đi thẳng tới câu lạc bộ cậu muốn tham gia nơi đây mở cửa phòng ra đập vào mặt cậu là những bộ đồ mảnh khảnh đầy quyến rũ và nam tính chủ hội không phân biệt đối xử với dân thường nhưng cậu phải cho các gym mơ chú của hội thấy được cậu là người có khả năng và hình hài đủ thon thả để tham gia cậu liền lột sạch đồ để lộ ra những thước cơ đầy mạnh mẽ nam tính của mình còn cho hội trưởng xem thẻ thợ săn hoàng kim của mình nữa những người đàn ông chân chính trao cho nhau những cái đập tay đầu mạnh mẽ để minh chứng cho việc cậu bây giờ là thành viên của gia đình gym mơ chú này sau đó cậu đến chỗ câu lạc bộ hoa lá cành để xin cắm hoa hội trưởng thì đồng ý không vấn đề nhưng các thành viên khác lại sợ cậu vô đây với cái mục đích là hốt sạch gái ở câu lạc bộ này nên không ý hết cách được giao cho một người giám sát nếu người đó thấy cậu không đủ khả năng thì có thể cho cậu chim cút sau đó cậu bị đem đi nhổ cỏ trồng hoa bố lua xua mấy ngày trời thì được bà chị hội trưởng cho ăn trưa vì cơ thể cậu quá săn chắc nên đã hấp hồn được bà chị ấy khiến cho các chị em khác phải đứng ngồi không yên vì câu đã làm quen được với con cả của một gia tộc thuộc tam đại quý tộc rồi nay còn thêm bà chị cũng thuộc tộc nằm trong tam đại quý tộc nữa. Sau vài ngày cậu đã xây được hẳn một cái vườn hoa rõ to trên sân thượng nên đã được chấp nhận vào hội. Trước đó thì cậu cũng được hiệu trưởng giao cho nhiệm vụ săn lùng gián điệp của nước khác trà trộn vào trường vì an nguy quốc gia nên cậu buộc phải chấp nhận. Đang lang thang thì cậu gặp Lava cô nàng đang ngắm mấy con côn trùng thấy dị dị giống mình nên anh kết bạn luôn. Đây là người bạn đầu tiên trong lịch sử của cô đó đúng mấy con người dị dị thì hiếm có bạn. Sáng hôm họ học lý thuyết xong thì cô cho họ bài tập thực hành sau đó họ tạo ra tổ đội bốn người có tam đại quý tộc nên những khác rất khó chịu. Nhờ có trắng tham gia tổ đội nên họ dọn quái rất gọn gàng sạch sẽ hở tí là giết một con rồi lấy dấu trong khi các tổ đội khác rất chật vật. Sáng hôm sau họ đang bộ hành thì nghe thấy tiếng lì lao tới đó ứng cứu hóa ra là tổ đội của áo bột bị hành cho ra bã. May mà anh đến giết nó kịp. Khi họ đang cởi trói cho những người khác thì con quái bị một kẻ nào ném chú thuật vào người rồi hồi sinh trở lại mà còn lợi hại hơn trước. Nhưng trái ngược với vẻ sợ sệt kinh hãi của mọi người thì anh trắng nhà ta lộ ra một vẻ mặt lạnh lùng của một chiến binh dày dạn trận mạc. Anh lao lên giao chiến với nó. Do giáp nó qua cương nên chỉ với cây kiếm của anh thì không thể xuyên thủng được nên các thành viên trong đội cũng đã chịu tung chiêu góp sức cho anh. Kết quả thật rõ ràng khi con quái này phải chết thêm lần thứ hai, thịt nó bị xẻ ra thành nhiều mảnh. Dịch máu xanh lam của nó tràn đầy ra đất, tràn vô cả mặt của bè lũ quý tộc nãy được cứu mà vẫn phỉ báng anh nữa trắng cùng các đồng đội lúc này khích lệ chiến thắng đầu tiên dành cho nhau cô bé tóc vàng có phong cách dị hôm bữa cũng vừa chứng kiến màn giao tranh mãn nhãn của trắng mà đem lòng ngưỡng mộ sau khi thu thập con dấu cuối cùng thì bọn họ bắt đầu thông thả tán chuyện phiếm với nhau hồng tự nhiên lúc này nhảy lên trên người elisa đang được trắng cõng rồi làm ba cái trò con bò gì đấy nhìn trông như ba con ếch cạo nhau vậy tới khi trao giải thì đương nhiên giải nhất thuộc về đội của trắng tóc vàng vui vẻ cổ vũ vỗ tay ầm ầm nhưng mà nét mặt của lũ con nhà quý tộc lại không như thế chúng nó cứ lầm lầm lì lì nói anh không xứng được đứng với cô hồng như vậy vì anh là thằng oát phù thủy nhãi nhép dân đen công lao là của cô hồng hết ở một nơi nào đó lúc này một em gái tóc vàng nào đó đang nhõng nhẽo với cô người hầu rằng tại sao người đó vẫn chưa chịu đến thăm cô đã hơn 60 ngày rồi mà cô người hầu lúc này liền mỉm cười nói anh ấy đến tới nơi rồi hóa ra là trắng à ở đây cũng thấy vết răng của anh lúc này anh tiến vô chào sư phụ của mình À, anh em cho tôi đính chính lại nhá. Bà đây cũng chẳng còn trẻ trung gì nên ta gọi là bà nhá bỏ qua cái vụ em gái trước đó đi. Bà gọi cậu tới để hỏi thăm về cuộc sống rồi nói về tin đồn lan truyền giữa các nhà nghiên cứu phép thuật về một cái gì đó liên quan tới phép thuật gì gì đó tin tôi đi. Cái này chủ yếu nói về lũ pháp sư từ bỏ nhân tính hại người để lấy sức mạnh thôi. Sau đó anh đẩy sư bà của mình đi dạo quanh lung tung. Sư bà nói với anh sắp tới kỳ thi đấu kiếm giữa các học viện rồi sau đó móc từ trong thung lũng nói đồi bao la chập trung ra một quyển sách gì đó liên quan đến kỳ thi này. Vào ngày hôm sau Lang Long Bông chạy bộ thì cậu thấy Elisa tính đi đâu đó nên lạ cho đi cùng, rồi hai khứ này về nhà thay đồ như đi hẹn hò vậy. Hai người họ đưa nhau đến thư viện, rồi anh lấy dùng cô một quyển sách từ kệ cao xuống, nhìn quyển sách to như cái bảng điện dân dụng vậy. Cô đang đọc quyển sách học thuật còn anh thì đọc ngôn lù, trông trái ngược nhau hẳn ra. Ra về thì bọn họ gặp mặt em để tóc đuôi ngựa rồi tiện mời cô đi ăn luôn. Lúc lên bàn ăn, trắng dẻo mồm dẻo miệng vừa giới thiệu vừa khen hai mẹ này khiến cho hai cô nàng mặt đỏ như gốc. Ăn xong lúc ra về thì bọn họ tách nhau ra, vừa tách ra thì anh lại thấy hồng. Như thế anh được con líu lo của mình đưa đường chỉ lối vậy, ở đâu có gái ở đó có anh, vừa gặp đã luôn mồm khen sao nay em mặc đồ xinh mặc đồ đẹp thế. Sau khi biết được anh vừa đi ăn với hai mỹ nữ, cô tỏ vẻ ghen tuông rõ ra mặt bắt anh phải đi mua sắm cùng với mình. Lúc này cô cho anh thấy liên tục cái sự dịu dàng của mình qua nhiều bộ trang phục khác nhau, đang thay đồ thì tự nhiên có nhện, đang chạy ra ra thì tự nhiên có trắng ở đó và trắng đang ở đó thì tự nhiên đứng quay mặt đúng hướng mà thiên nhiên lao đến. Tất cả chỉ là sự trùng hợp mà mấy bộ hazem hay có thôi mà. Đến chiều cô được giáo viên chủ nhiệm gọi đến để hỏi thăm xem anh có hòa nhập được với môi trường quý tộc này không. Kết quả thì rõ rồi, quá là hòa hợp đi chứ, nhất là với con gái. Ôi hàng cây xăng thắm dưới mái trường mến yêu, ôi dàn gym mơ chúa đang âm thầm tập gym đó. Các gym mơ lỏm đang hít hà tập sơ quát tới con số nghìn Đây hẳn là một điều rất bình thường đối với các gym mơ lỏm này. Anh được cô em tóc đỏ nào đó đích thân đến đưa chìa khóa, khi anh nói lời cảm ơn thì cô ta có vẻ tỏ ra ái ngại rồi bỏ đi. Đến phòng hội anh vô mở cửa phòng trong ra thì thấy chị Rebecca đang thay đồ ở trong đấy. Sau đó khi cô ra ngoài pha trà xong thì vừa ngại ngùng vừa mời anh uống thử. Cô nói bình thường cô mặc cũng khá người lớn, cơ mà ai đánh mà khai. Sau đó họ chuyển chủ đề qua đi đọc sách, sách ở nơi đây có nhiều quyển đã rất cũ rồi, vì nó được truyền từ đời học sinh này đến đời học sinh nọ. Có những tài liệu mà chỉ riêng nơi này mới có. Ở đây còn ghi chép về một vài loài thực vật còn sử dụng được cả ma pháp để bắt mùi nghe rất ảo đá Anh cảm kích vì cô kể sâu đến vậy Nhưng cô chỉ vui vẻ đáp lại rằng đó là trách nhiệm của tiền bối ấy mà Xong anh xin luôn quyển sách về đọc rồi hai người đi cùng nhau đến một cái vòm che nắng che gió để nói chuyện cho kín Hai người tâm sự mỏng về kỳ thi đấu kiếm sắp tới Hồng sẽ là đại diện được cử đi tham gia Còn anh thì chỉ ở dưới cho đỡ mệt xác Hồng sau khi đánh bại được vài đứa con gái thì bắt đầu rủ trắng vô khiêu chiến Đánh một hồi sau khi sắp giành chiến thắng tuyệt đối thì anh giả vờ buông kiếm nhận thua để không làm ảnh hưởng tới thanh danh của cô. Sau đó bọn họ đi ăn trưa với nhau đang ăn thì thằng quý tử oát con Albert đến thách đầu anh. Nó dẫn anh đến nơi có kết giới âm thanh để không có tiếng động nào có thể thoát ra ngoài, rồi dùng kiếm thật xông lên. Luật rất đơn giản thằng nào đầu hàng trước là hết ngoài ra không có giới hạn gì hết. Đây là niềm kiêu hãnh của một tên quý tộc hết thời sao. Hắn liên tiếp dùng quả cầu lửa củi bắp gì gì đó. Chẳng chỉ việc cắt đôi phép thuật của hắn ra rồi xông thẳng qua đống ma pháp mà hắn ném ra, hết cách hắn đành đưa ra chiều cuối mạnh nhất của mình. Kết quả là bị anh cắt đôi như cắt giấy, cả nhóm đang muốn anh giải thích cho họ về gia thế của anh thì kẻ chủ mưu đã xuất hiện hóa ra đó chính là giáo viên chủ nhiệm của họ. Hóa ra bà ta chính là một người trong hội phù thủy tà ác đang chủ mưu bắt cóc học sinh của mình để đoạt lấy sức mạnh. Bà ta đang phô trương về sức mạnh của mình đang tính tấn công các bạn anh để đánh lạc hướng anh thì bị anh cho thấy sức mạnh thật của mình lúc này à ta mới ái ôi mình đụng lầm người rồi đang tính chạy thì bị anh quạt cho mất chân thấy khóc lóc thảm thiết lẫn chơi bẩn đều không được à ta trích thuốc diệu kỳ vô não rồi biến thành con quái vật kỳ dị nhìn rõ gớm giáo sư gờ ra đi biết không đấu lại với phù thủy kiếm băng cấp huyền thoại nên đã tự đánh đổi sinh mạng biến mình thành quỷ dữ nhưng khi bà ta thấy máu cậu chảy ra và những mảnh băng đã lan dần lên gương mặt bèn hỏi ngươi sắp không chịu nổi nguồn sức mạnh khổng lồ khó áp chế của mình phải không đúng nhận sai cấm cãi Dây chẳng nhận cũng chẳng cãi vì cậu biết phải chấm dứt chuyện này ở đây thôi. Vừa tấn công thì bà ta đập vỡ cây kiếm băng trên tay dây nhưng đó mới là mục đích của cậu. Dây biến những mảnh vụn thành một cơn lốc xoáy sắc nhọn xé nát cơ thể ác quỷ và giam giữ nó trong một ngọn tháp băng. Cậu gục xuống và mỉm cười nhìn những người bạn mình vẫn an toàn rồi ngất đi. Trong giấc mơ là ký ức của dây về ngày được sư phụ cứu vớt về doanh trại trong tình trạng thoi thóp. Điều thần kỳ đã tới với cậu rồi, phù thủy Kazo và Lydia cũng thấy có tình cảm đặc biệt với dây nên đã quyết định xin nhận nuôi và dạy cậu mọi kỹ năng để trở thành truyền nhân của phù thủy băng kiếm lydia không lâu sau sức mạnh của dây đã giúp ích rất nhiều cho chiến đấu nhưng sư phụ vẫn lo lắng cậu không kiểm soát được chính mình hiện thực cuộc chiến giữa các nước càng tàn khốc nên hai trong bảy phù thủy vĩ đại nhất đã hy sinh rồi sau đó là tới người chú đã chăm sóc cậu như cha đẻ bị bắn chết ngay trước mặt cậu cả sư phụ cũng mất đi đôi chân của mình giờ dây giật mình tỉnh dậy thì hiệu trưởng và sư phụ đã ở bên cạnh từ bao giờ lydia biết cậu đã sử dụng tới sức mạnh và chắc hẳn là có lý do thực sự nguy cấp nên không trách mắng giờ lydia cũng yên tâm về nhà mình chị hầu gái ghé tai dặn cậu sớm hồi phục để không phụ lòng sư phụ còn hiệu trưởng cũng tâm sự thật lòng rằng lydia đã tới xin mình giúp đỡ cho cậu vào học dù cho cô đã phản đối vì nơi này là trường quý tộc rất nặng vấn đề giai cấp và huyết thống cô lo cậu sẽ bị áp lực và không trụ nổi nhưng lydia chỉ mong dây có cơ hội gặp gỡ kết bạn và trưởng thành với tiền đồ rộng mở chứ không phải máu chảy đầu rơi ngoài chiến trường ngoài kia Cô ấy chưa từng cúi xin ai bao giờ duy chỉ có lần này, đúng là thương yêu dây còn hơn cả con đẻ. Sau khi ra khỏi cổng trường, Lydia cũng không cầm nổi nước mắt nữa mà gào khóc thật to, cô ấy chỉ mạnh mẽ bề ngoài và khi ở trước mặt cậu. Sau khi ổn hơn thì nhóm bạn mới vào thăm dây, khi đã biết thân thế thực sự của dây thì họ không quan tâm cậu trước đó như thế nào, với họ hiện tại cậu vẫn là người bạn quan trọng nhất. Tối đó Alium cũng lần tới để xin lỗi dây về chuyện thách đấu, thật là có mắt mà không núi thái sơn nhưng dây chẳng hề biết giận cậu vẫn mỉm cười và động viên Alium khiến cậu ta phải bội phục. Phía nhà trường đã phế tức hiệu của giáo sư G ra đi và để phù thủy huyền thoại Kazo dạy thay bà ấy. Dây biết từ ngày đầu gặp mặt cô ấy đã đồng bóng hường hường lắm rồi giờ vẫn chẳng thay đổi gì. Cậu liên tức tốc chạy tới phòng hiệu trưởng xin cho Kazo về vườn vì cô ấy sẽ không buông tha dây. Vừa nói xong Kazo đã ở ngay phía sau sờ mó dây như cái ngày cậu còn bé được Lydia nhặt về vậy. Hiệu trưởng biết là tội cho cậu nhưng với sức mạnh của cô ấy thì sẽ rất có ích cho học viện nên dáng mà chịu. Sau đó cậu cũng tiếp tục công việc giám sát của mình và liền phát hiện ra dâu có vẻ không ổn. Bản thân cô ấy chịu một áp lực lớn từ gia đình và phía đối thủ là ASEAN nên cô càng lo lắng hơn. Nhưng dù sao cô cũng là người đầu tiên vào nhóm đại diện cho học viện đi thi kiếm thuật. Sau đó về thứ hai là Alium thì dây cũng mừng thay cho cậu ấy. Hôm sau khi dâu luyện tập về thì dây chặn đường cô. Đầu tiên là chúc mừng và sau đó thì nhận làm thầy dạy phờ di cho cô kỹ thuật chiến đấu giống như cách sư phụ Lydia đã từng đào tạo cậu ngày trước. Dâu rất muốn mạnh hơn vì cô biết Asian giỏi cỡ nào. Ngày nhỏ họ đã từng thân thiết như hai chị em ruột, miếng ăn chia đôi và cùng đi chơi khắp trốn. Nhưng rồi ai cũng phải lớn lên và sự im lặng đã khiến họ xa cách nhau. Ừ thì đã là quý tộc thì đâu thể sống chân thành với lòng mình được nữa. Sáng hôm sau dây lộn một vòng ú òa à trước mắt dâu với một chiếc mặt nạ siêu anh hùng hơi phèn chuối. Cậu bắt cô chỉ có thể nghe lời và đáp tuân lệnh. Khởi đầu cho khóa huấn luyện là chạy một vòng quanh rừng 20 cây số mỗi ngày độ khó lại tăng lên khiến cơ thể của dâu như chịu cực hình mà chẳng còn sức lực. Ngả lưng rồi mơ một giấc mơ đẹp với sự chăm sóc ân cần từ những người bạn và có cả dây sáu múi cắn miếng. Tao khiêu gợi cứ như là thiên đường ấy thế mà sáng sớm dây đã gõ chiêng chảo inh ỏi đánh thức cô, đến mấy chị trong ký túc cũng phát cáo. Dâu tính bỏ trốn nhưng dây đâu thể cô thoát được, rồi tìm mãi dây vào hỏi những người bạn không thấy nên cậu dùng năng lực quét vị trí. Ô hóa ra là trốn ở đây à mèo con, cậu túm tay lôi đại tiểu thư đi xình xịch trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người sau đó dây tới câu lạc bộ gamer để mong các đàn anh vạm vỡ đẹp dai này dùng sức mạnh bo đi nhiều múi của mình cổ vũ cho dâu thi đấu mọi người đều đồng thuận nhất trí cao hy vọng sẽ giúp dâu làm dạng danh học viện này sau đó dây nhận lấy bộ đồ giả gái có đồng phục của trường bên đối thủ để trà trộn vào bên ấy do thám tình hình lần này cậu gặp một cô bé đang đi tìm chị gái thế là dây dẫn theo con bé đi luôn nhưng thế nào mà chị nó lại chính là asean đối thủ của dâu trong trận chiến tân binh tới Cơ mà cậu hóa trang giỏi cỡ nào thì cô ấy cũng nhận ra dây chẳng phải học sinh trường này nên thôi cậu nhận luôn thân phận thật làm cô ấy ngạc nhiên lắm. Dây cũng không ngờ danh tiếng của một người thường dân như mình còn vang tận sang bên trường này. Asian cảm ơn cậu vì đã đưa em gái về gặp mình nên sẽ mời cậu một trận đấu kiếm thay lời hiếu khách. Thật không ngờ vì chủ quan hay nhường Asian mà cậu lại thua cô ấy. Dây liền nhắc tới lý do mình tới đây là vì dâu nên khiến Asian cũng có chút mừng vì cô ấy đã có những người bạn tốt như vậy. Xong việc dây trở về giữ nguyên bộ dạng này tới xem dâu đang luyện tập đến đâu thì thấy cả Elisa và Clyde ở đó. Ba cô nàng há hốc mồm không tin dây giả gái lại xinh đẹp như hàng xịn thật thế này. Rồi trước khi thì, dây muốn đưa các bạn thân của mình tới thăm sư phụ một lần, từng người một lên giới thiệu mình với Lydia. Đầu tiên là anh bạn cùng giường Evie, không biết cô ấy nhìn vào thứ gì của cậu mà phải thốt lên rằng nó rất to, chắc là cơ bắp rồi nhé. Tiếp theo là cô bạn lai yêu tinh Elisa, một fan hâm mộ Lydia nên tranh thủ cơ hội 102 này phải xin chữ ký idol của mình. Tiếp đến là Clyde, Lydia biết nhỏ có khát vọng làm nhà sư tầm nên cô lôi tấm thẻ bằng bạch kim huyền thoại của mình ra không phải khoe khoang mà là để nhỏ có động lực mà cố gắng. Một khi phụ nữ đã quyết tâm làm điều gì đó thì chẳng thua kém gì nam nhân cả. Cuối cùng là dâu, Lydia biết rõ mối quan hệ của cô gái này và đệ tử nên gọi cô và nói chuyện riêng. Thì ra lâu nay dây luôn viết thư cho Lydia và chăn trở về cuộc thi sắp tới của dâu. Sư phụ động viên cô hãy tin tưởng và chia sẻ với dây vì cậu ấy chưa từng quan tâm ai nhiều như thế và cảm ơn cô vì đã không màng đến thân phận đại quý tộc của mình mà kết bạn với dây. Rồi ngày ấy cũng tới, tất cả mọi người đều tập trung đông đủ tại đấu trường để chứng kiến cuộc so tài của các đại diện tân binh năm nay. Ngay trận đấu đầu tiên của dâu, các đàn anh gamer của dây đã tới cổ vũ động viên tinh thần cho dâu đông đủ như đã hứa và không. Phụ lòng họ thì dâu đã chiến thắng đối thủ chỉ với một ấn thuật lửa thiêu dụi bông hồng trên ngực. Trận tiếp theo đối thủ của Alium là Azian. Cậu ta đã rất nỗ lực nhưng cô ta quá mạnh, dùng cả tay không đỡ kiếm rồi còn đấm bay cậu khỏi võ đài. Trong lúc đó, dây đi tuần xung quanh thì phát hiện có kẻ xâm nhập, đang định chiến thì lại phát hiện ra anh lêch chủ câu lạc bộ. Rồi dây được đưa tới căn phòng mà trong đó hiệu trưởng, sư phụ và cả cô Kado đã ở đó sẵn. Giờ cậu mới biết cả chị hầu gái của sư phụ cũng là một trong những điệp viên xuất sắc của đất nước. Anh lêch lại còn là em trai chị ấy và sẽ cùng dây đảm đương nhiệm vụ giữ gìn an ninh đấu trường vì đám tử thần đang có âm mưu bắt cóc hoặc sát hại con cái quý tộc thượng lưu. Nhận lệnh xong họ ra khu đấu trường thì vừa lúc kết thúc ngày thi đấu thứ nhất, tuy nhiên tên Lucas vừa giành chiến thắng chỉ trong hai giây kia lại nhìn dây với ánh mắt kỳ lạ. Tối đó dây đang hự hự đứng lên ngồi xuống cùng Evie thì cậu ta lại khuyên dây đi tìm dâu chứ cô ấy cứ nhốt mình trong phòng mãi. Dây đi tới cũng thấy Elisa và Clyde đứng ngoài cửa gọi không được, cậu liền cất lời hỏi dâu để cô cho mình vào trò chuyện cùng xem có chuyện gì xảy ra. Bình thường dâu mạnh mẽ cứng rắn là thế nhưng bản thân cô lại hay so sánh mình với người khác rồi cảm thấy tự ti, nhất là sau khi chứng kiến màn thi đấu của ASEAN làm cô thấy sợ hãi, thấy thế dây liền động viên ngay và luôn. Thực ra mỗi người cứ tồn tại sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, cậu nguyện sẽ ở bên cạnh cô dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dâu liền yếu đuối mà òa khóc ôm trầm lấy dây. Sáng hôm sau trận đấu chung kết đã đến và hai vị tiểu thư của hai đại gia tộc cũng đến lúc gặp nhau, dây vừa ló mặt ra thì Elisa và Evie hỏi luôn tình hình của dâu. Cô ấy ổn mà vì cả đêm qua dây đã ở lại chăm sóc cho cô ấy, hai người sốc không nói nên lời nữa. Elisa còn hơi ấm ức vì trong trong lòng cô cũng có tình cảm với dây mà. Nhưng cậu ấy lại đi rồi, là để mang hoa tới cho dâu. Cô ấy vừa đi thì lấy tới báo tin Clyde cùng một số học sinh đã mất tích, hai người nhanh chóng chạy đi tìm. Lúc này phía sân đấu cũng nóng không kém khi ASEAN đã bộc lộ sức mạnh quỷ hóa của mình. Dâu cũng ăn hành kha khá nhưng cô cũng tung chiêu bướm hóa toàn thân. Dưới tầng hầm dây đã tìm thấy Clyde nhưng cậu phải đánh bại đám tử thần này trước, đành phải dùng tới kiếm băng mới được giải quyết xong chúng cậu vác cờ lai chạy thật nhanh lên cổ vũ cho dâu đúng lúc cô ấy chịu đòn tất sát của asean chẳng thể đứng dậy nổi nữa dây hét lớn gọi tên cô liền khiến dâu bừng tỉnh như vừa dùng xong đô ping vậy và từ ấy trong cô bừng nắng hạ kể từ khi hiệu ứng cánh bướm bừng lên trong dâu thì asean chẳng thể chạm vào người cô ấy nữa tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó cả việc thức tỉnh một sức mạnh ngoài kiểm soát sẽ dẫn đến việc cơ thể khó mà chịu đựng được nhưng hai cô gái vẫn nhất quyết lao vào nhau như hai con sư tử cái ai cũng muốn giành chiến thắng cho đại gia tộc của mình kết quả asean nằm trong vòng tay của dâu ai cũng mình mẩy đầy thương tích nhưng quan trọng hơn là họ đã giải tỏa được nỗi lòng mà trở lại làm bạn như ngày xưa cả khán đài vỗ tay rầm rộ chúc mừng cho quán quân của cuộc thi này đại tiểu thư của tam đại gia tộc amelia dâu sau đó cô ấy phải vào phòng y tế băng bó chữa trị dây vội vàng tới xem tình hình cô bạn mình nhìn cũng không khác xác ướp ai cập là mấy nữa thật không ủng công cậu hao tâm sức rèn luyện cho cô suốt thời gian qua ngay buổi học cuối cùng cậu đã cảm nhận được một sức mạnh mới lạ sắp bộc phát trong người cô ấy, thật không ngờ cô đã đạt tới cảnh giới này rồi. Tĩnh dưỡng một thời gian thì vết thương cũng dần lành lại, cô ấy lại có thể tung tăng chạy nhảy yêu đời hơn trước. Tuy nhiên vẫn còn một chuyện dây canh cánh trong lòng, trong trận chiến vừa rồi tên Lucas đã hạ đối phương chỉ trong tích tắc. Hắn lại không đi tới chung kết mà chỉ có mục đích thể hiện sức mạnh cho phù thủy kiếm băng như cậu thấy, bởi hắn chính là kẻ kế thừa phù thủy tuyệt kiếm. Hắn muốn hẹn dây trận đấu này vào năm sau, để hạ phù thủy kiếm băng và trở thành kẻ mạnh nhất trong các phù thủy huyền thoại. Còn sư phụ cùng hiệu trưởng và Kazo đã đi thẩm vấn lũ tử thần, dưới thuật mê hoặc vô địch của Kazo thì chúng răm rắp nghe lệnh như những con rối. Tuy nhiên ngay khi bắt chúng khai ra kẻ đứng sau thì đầu chúng tự động phát nổ như những quả mình cài sẵn để bảo vệ bí mật. Vậy là chuyện này tạm thời bế tắc tại đây. Sau giải đấu thì tới lễ kỷ niệm thành lập trường, lần này dây mạnh dạn đề nghị trước lớp học sẽ thực hiện quán trà hầu gái vốn thân là quý tộc nên các cô nàng trong lớp sẽ phản đối kịch liệt việc ăn mặc như một cô người hầu nhưng ý tưởng này của dâu quả là không tồi khi cho một người có năng lực mê hoặc tuyệt vời như ca mặc thử trước toàn bộ học sinh dây và dâu đang bàn tiếp kế hoạch chuẩn bị quán trà thì một đàn chị hớt hải chạy tới báo tin hội trưởng jbk yêu dấu đã đính hôn sau đó dây tìm tới cô chị để chúc mừng nào ngờ thấy vẻ mặt cô ấy không được vui dù sao thì jbk vẫn đi học tiếp cho tới khi tốt nghiệp tiếp theo cậu trở về chuẩn bị tiếp quán trà hầu gái với mọi người thuyết phục Elisa tham gia xong cậu tới báo với anh em. Mọi người càng háo hức và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị căn phòng, bởi ai cũng mong nhìn thấy các cô hầu gái xinh đẹp quý tộc của lớp. Cơ bản mọi việc đã ổn, dây xuống báo cáo với hội học sinh để thông qua, nhưng không hiểu vì sao mọi khi nơi này đông đúc như thế mà giờ vắng như chùa bà đành. Hóa ra người đã đính hôn với hội trưởng lại là bạn trai của một thành viên quý tộc trong hội, mọi người đều phản đối JBK nên đã nghỉ chơi với cô ấy. Dây nguyện ở lại giúp đỡ hai đàn chị xử lý công việc, khi cậu vừa ra về thì cô bạn thân của JBK chạy tới nhờ cậu tìm hiểu về Evan, hôn phu của JBK. Cô thấy đây là một cuộc hôn nhân không bình thường nhưng hỏi đủ kiểu JBK đều không nói ra, dây liền tìm tới sư phụ để xin thêm tin tức. Bà ấy liền cho hầu gái thân cận Kala đi tìm hiểu mọi chuyện và hứa sẽ có kết quả trong vòng một tuần, nhân tiện bà muốn biết về quán trà hầu gái mà dây đang tổ chức. Ngay khi có ý tưởng cậu đã nhớ tới sự xinh đẹp quyến rũ của chị Kala, sư phụ tức lắm nhưng bà cũng muốn mặc thử thì bị dây cười vào mặt. Thằng này láo, dám hỗn với sư phụ sao lydia liền cho ít kiếm băng xuyên xung quanh người dây cảnh cáo tại nhà jbk dạo gần đây cô cứ thấy những hình ảnh kỳ lạ đẫm máu về dây đôi mắt cô cũng không hiểu vì sao lại chảy máu người em gái thấy chị không ổn thì vô cùng lo lắng nhưng jbk lại giấu kín mọi chuyện và âm thầm chịu đựng mọi thứ một mình đến ngày tổng duyệt của quán trà hầu gái nhờ có dây mà mọi người đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau nên tiến triển rất thuận lợi các cô nàng quý tộc giờ lại đam mê bộ hầu gái hơn những bộ cánh tiểu thư vướng víu ở nhà Dâu cứ lao vào đấm dây thôi, cô thấy hơi ấm ức vì cái tội cậu cứ khen các bạn nữ khác xinh đẹp trước mặt mình. Bên lớp Clyde thì đóng giả nhà ma, thế mà ông cũng khen cô bạn ma xinh gái được thì cũng thảo mai quá. Tối ấy cậu hộ tống JBK về nhà, do đính hôn rồi nên cô không ở ký túc nữa. Tới giữa đường thì gặp hôn phu của cô Evan, cậu đành để hắn đưa chị ấy về sau đó tới gặp sư phụ và các cô giáo. Qua thông tin Cala điều tra được thì gia đình Evan giờ chẳng còn ai sinh sống, qua vỏ bọc ngụy trang có vẻ như hắn là một thợ săn đôi mắt phép thuật một nhánh của hội săn não phù thủy còn nguyên do jbk phải chịu đựng việc này là vì sao chỉ cô ấy hiểu được nếu làm lộ giao kèo của cha mình với evan hắn sẽ không tha cho cả nhà cô nhất là với đứa em gái mazia yêu dấu lần này cô lại mơ thấy chiến trường viễn đông trong lịch sử có dây và sư phụ của cậu đang đau buồn khi chiến hữu hy sinh cô rất muốn hỏi cậu về những chuyện ấy nhưng khi có cơ hội làm việc cùng cậu cô lại chẳng thể cất lời Bỗng nhiên cô em gái Magia lại tìm tới dây để nhờ cậu chuyện của JBK, với tính tình nhiệt huyết hay lo chuyện bao đồng. Cộng thêm việc thường xuyên ân cần với phái nữ khiến JBK thấy khó chịu khi nhìn cảnh đó của hai anh em. Bản thân dây cũng bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, JBK lại xuất hiện trong đó cùng ký ức về trận chiến đau buồn năm ấy. Ngay sáng hôm sau dây tới gặp JBK nhưng cả hai cũng chẳng nói gì về chuyện giấc mơ ấy, bọn họ chỉ hỏi han sức khỏe của nhau và cùng dành sự quan tâm cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Rồi ngày ấy cũng tới, Danh tiếng của quán trà hầu gái khiến những người quen của dây không khỏi tò mò mà tìm đến. Ai ngờ men lại tiếp tục màn giả gái chất hơn hàng thật của mình, đến cả được dựa cũng muốn quay xe theo đuổi cô hầu gái dây. Xong tịch trà cậu đưa hội trưởng cùng đi tham gia lễ hội trong trường, vừa giúp chị ấy giải tỏa căng thẳng và cũng là có kỷ niệm đẹp giữa hai chị em trước khi JBK kết hôn. Tuy nhiên sau đó sư phụ đã gọi cậu tới để nói về chuyện của JBK, cô ấy đang thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cả cha của cô ấy cũng tới xin sự trợ giúp của hai thầy trò phù thủy kiếm băng, Buổi sáng hôm sau, JBK chủ động tìm đến dây nhờ cậu quan tâm đến em gái mình hơn, bởi sau này cô không còn thời gian dành cho Magia nữa. Sau đó cô rời đi thì gặp Evan, hắn bắt cô lên sân thượng học viện rồi tạo ra một kết giới. Dây vừa về tiệc trà thì cảm thấy có chuyện chẳng lành nên vội giữ nguyên tạo hình mà chạy đi tìm JBK. Những người bạn của cậu thấy không yên tâm nên vội đuổi theo và bắt gặp cậu đang giết quái vật một mình. Ăn mảnh thế này là có lỗi với bạn bè lắm đấy dây, mọi người cũng không thể để cậu ấy trổ tài hết phần được. Trên sân thượng, Magia cũng đã tìm thấy chị gái của mình, nhưng tên quỷ háo ăn và Evan thực sự giờ mới tới. Còn tên Evan đưa JBK lên đây chỉ là một phù thủy giả tưởng tên Lizer, cũng mang màu tóc bạch kim giống Magia. Evan bắt đầu nổi khùng khi Lizer nhanh hơn mình một bước, hắn vẫn không quên được mối thủ với cô nhiều năm về trước. Lizer quyết không để hắn có thêm đôi mắt phép thuật của JBK, sau đó thì Evan bị cô nhốt vào một không gian vô định tách biệt với thế giới này. Rồi dây cũng tới, con quỷ háo ăn kia nhìn phù thủy kiếm băng mà thèm thuồng nhưng vẫn có kết giới của lyzer cản lại cách duy nhất có thể cứu jbk là để dây cộng hưởng và kiểm soát cô ấy phải rồi bọn họ đã từng có chung một giấc mơ rồi con quỷ kia cũng phá được kết giới dây đành phải đánh thức tuyệt kỹ kiếm băng để đối phó với hắn còn lyzer sẽ đi lo liệu evan dù hắn có kích thích não bộ để tăng khả năng phép thuật thì ở trong không gian này hắn chẳng phải đối thủ của cô cùng lúc đó thế hệ phù thủy huyền thoại cũng tới được chứng kiến họ thể hiện sức mạnh quả là một phúc phần cho những người bạn trẻ. Giờ chỉ còn dây phải tự giải quyết đối thủ của mình mà thôi. Trong lúc cậu bị ăn hành sấp mặt thì hai chị em JBK quay ra trách móc cãi lộn lẫn nhau. Magia cho rằng tất cả vì cô chị ích kỷ, không nói ra cho mọi người nên mới liên lụy đến dây. Nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng kết thúc được con quỷ háu ăn ấy, sau đó thì nằm gục xuống bất tỉnh. Magia không cho JBK lại gần dây, hai chị em cãi nhau không đủ chuyển sang đánh nhau luôn cho máu. Mọi ấm ức dồn nén trong lòng mỗi người đều tuôn ra, Cuối cùng JBK cũng không cầm được nước mắt mà khóc trong ấm ức. Nhưng rồi thời điểm đôi mắt phép thuật của JBK thức tỉnh cũng đến. Jay biết mình còn phải giúp cô ấy nữa nên gắng gượng tiến vào phía bên trong vòm ánh sáng và nói với JBK những lời từ đáy lòng mình. Cuộc đời của cô không thể kết thúc tại đây được. Jay sẽ dùng tới sức mạnh cố định cơ thể của phù thủy kiếm băng để giúp cô kiểm soát đôi mắt phép thuật. Sau đó mây đen cũng tan, JBK đã an toàn và ổn định trở lại. Cô ấy còn công khai làm tình địch với dâu nhưng đâu chỉ có hai người họ là có ý với dây. Màn pháo hoa bế mạc lễ kỷ niệm của trường cũng khép lại bộ phim tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like để ủng hộ chúng tớ. Hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo. Bye bye!